Người dân phá cửa kính cứu 14 người trên xe khách bị lật. Phát hiện xe khách chở người Lào bị lật trên quốc lộ, đoạn qua huyện Cam Lộ, Quảng Trị, người dân đã phá cửa kính, đưa 14 người ra khỏi xe an toàn. Chiều nay, ngày 15 tháng 7, Trạm Cảnh sát Giao thông Đắk Rông, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, đang làm rõ vụ tai nạn xe khách vừa xảy ra trên địa bàn. Xe khách biển Lào lật nghiêng giữa đường. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút chiều nay, xe khách mang biển số Lào Nông nghiệp 3033 do tài xế Nang Tha Vong Sa, sinh năm 1958, trú tỉnh Savanakhet, Lào chạy trên quốc lộ 9, hướng Lao Bảo, Đông Hà. Khi đến km 13+900, đoạn qua thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, xe bất ngờ mất lái, lao lên giải phân cách, tông vào trụ bê tông rồi bị lật. Người dân ở khu vực xảy ra tai nạn nhanh chóng ra đập kính xe, kéo người ra ngoài. Ngay lập tức, nhiều người dân địa phương đã đến phá kính xe, tìm cách kéo 14 hành khách người Lào cùng tài xế thoát ra ngoài. Đa số hành khách trên xe là phụ nữ và trẻ em. Hành khách được đưa ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, xe cứu thương, không đồng của nhóm thiện nguyện trên địa bàn cùng cảnh sát giao thông Đắk Rông và cảnh sát giao thông huyện Cam Lộ cũng có mặt để trợ giúp người bị thương. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của người dân, các hành khách đã ổn định về sức khỏe và tâm lý.